Có phải cứ ngâm khoáng nóng càng lâu là càng tốt không? Bạn lựa chọn tắm khoáng để phục hồi sức khỏe, để chăm sóc tinh thần, nâng niu những giác quan. Vậy bạn đã biết tắm khoáng nóng như nào là tốt nhất không? Bạn nên tắm tráng trước khi ngâm tắm. Và trước khi ngâm toàn thân, bạn nên nhẹ nhàng đặt đôi chân thả vào hồ nước khoáng để tận hưởng tinh chất dần dần lan nhẹ từ dưới lòng bàn chân chạy lên khắp cơ thể. Khi đã quen với làn nước, bạn hãy thả lỏng cơ thể và ngâm mình trong dòng nước khoáng thiên nhiên. Trong lúc tắm, nếu cảm thấy mệt, bạn nên ngồi trên thành hồ nghỉ ngơi khoảng 5 đến 10 phút, sau đó mới tiếp tục ngâm cơ thể. Thời gian ngâm khoáng tốt nhất là từ 15 đến 20 phút. Không nên tắm lại nước thường ngay khi tắm khoáng vì làm trôi mất khoáng chất vẫn còn trên cơ thể. Thử ghé thăm Winham Linh Tham Thanh Thủy để được hướng dẫn kỹ càng và có những trải nghiệm tắm khoáng tốt nhất nhé!